giúp mình với. Kẹo bô bu, kẹo cô đô, kẹo nào cũng ngon. Vậy thì nên lựa kẹo nào? Chọn lựa bao giờ cũng khó, mà kẹo nào cũng ngon thậm chí nó càng khó hơn. Đấy là khi bạn chọn dễ thôi, còn kẹo ngon á, lụm cả hai. Kẹo đa năng bô bu GM05 thì thiết kế đứng nhiều tầng lên cao, các ô đều nhau và có cùng kích thước, tiết kiệm diện tích không gian sống để đồ vô tư luôn. Kẹo đa năng Kodo GM06 thì cũng là thiết kế đứng nhiều tầng, nhưng càng lên cao, các thanh kẹo sẽ nhỏ dần, tạo nên hình dáng kim tự tháp cực kỳ ấn tượng. Tuy kiểu dáng có chút khác nhau, nhưng mà cả hai đồng chí đều mang chất liệu gỗ công nghiệp MDF nhập khẩu, lớp phủ melamin cao cấp, kết hợp cùng khung thép không rỉ, sơn tĩnh điện chắc chắn, tải trọng lên đến 70kg. Còn có các mẫu 3 tầng, 4 tầng và 5 tầng có thể được sử dụng linh hoạt, giúp đồ đạc nghe hàng thẳng lối, không gây mất thẩm mỹ. Mà muốn biết cách sắm được kẹo ngon mà còn tiết kiệm không nè, để tôi chỉ cho. Livestream Mega hỗ trợ giảm giá đến 200.000 và hỗ trợ phí ship lên đến 100.000. Quà tặng không đồng trong mỗi đơn hàng, chúc thành công trong livestream. Rồi đó, tìm được kẹo ngon rồi thì vô Livestream Mega chốt đơn nha. Đừng quên follow tụi mình nha.